Gonzi. Gonzi. Bạn Gonzi có cái gì đấy? Hả? À? Kẹo gì đây? Vừa mới đi về lại còn thứ kẹo ngon thế. Bác ơi xem nào. Ờ, các bạn ơi, kẹo dài. Ở trong có 3 viên kẹo đúng không? Phải không? Có phải không? Đúng mà. Ơ, nắm kẹo là nắm kiểu khác nhau đấy. Để bố xem. Đây này các bạn ơi, để kẹo sô-cô-la này, trong này có 3 viên luôn đấy. Ôi, một túi nhiều đấy. À, trong này kẹo các loại thập cẩm luôn đấy. Nhưng bố ăn kẹo rồi bố đang bị đau răng. Có ăn kẹo không? Đông Anh là chỗ Đông Em đi. Ăn không? Ăn đi. Vị xoài á? Không, kẹo ở trong nhân sô-cô-la. Ăn đi. Ăn nữa. Cho em, cho chị cái. Đâu? Ăn gì cái nào chảy nữa? Sô-cô-la đâu? À thế à? Cho vào trong nước là được mà. Cho vào trong tủ lạnh được. Ô cái gì đấy? Ô hả? Đây à? Chíp chíp à? Ăn như thế nào? Đi xoài à? Làm được xoài à? Đi! Đi về thôi, vậy nè. Mọi người chào Thí Lan đi để về. Rồi, vậy là bạn Bò Si ở đây đó. Một tuần rồi, bây giờ bạn Bò Si đang biện diện chia tay Thí Lan. Cao gần bằng Thí Lan rồi, chắc 3 năm nữa cao bằng Thí Lan. Có cái gì không? Đi! Rồi đi về đi! Rồi, đúng rồi anh ấy. Rồi, xin chào nhé, Bin Bin chào các bạn đi! Bin Bin! Bin Bin chào mọi người đi! Rồi. Thôi, đừng để đấy! Bẩn rồi á? Bẩn ra sao bẩn? Bẩn đi thôi, bỏ đi! Đi! Đâu nhá! Xin chào Dì Lan nha, bye bye Dì Lan nha. Đi. Anh nhiều đồ thế. Mỗi người nha, người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ. Ai hay là cái gì cứ xách đi nha. Chuối đủ á, ờ ok. Rồi. Đi có cần nha. Ăn lấy dây chun này. Kìa. Ăn đây cầm bố cái này với. Con chào gì đi. À con cân đi, cân thử đi, con cân thử không? Mấy cân? Con gì không nhỉ? Vứt 19 cân à? Hồi con ăn sang đây một tuần rồi vứt được 19 cân. Cân được bao nhiêu cân? Cân lên đi, lên đi. Đừng ngồi đứng yên. Đứng yên, 16 cân. Ôi, ít cân hơn đi. Hôm trước 16 cân 6 nặng, bây giờ 16 cân. Các bạn ơi, bên này Dì Lan đang tiễn mọi người đi ra. Có ơi, mọi người vào trong cái máy rồi. Em chào các chị. Chào nha, bye bye nha. Cô có nha, mọi người về hết được các bạn rồi. Anh đang ở đâu đây anh? Hỏi ra rồi nhanh lên. Không thì cô ta máy bị đóng ấy. Ôi không, đi ai đi luôn đi. Lại góc ở đằng sau kìa. Rồi tất cả mọi người tập trung ở đây nha, tập hợp đây nha. Thank you.
mang cả giày bát anh á. Thôi mọi người đợi đây thì mọi người tự lên đấy đi, con đi lấy xe. Ai đi lấy xe bố không? Thôi gì đi bầu nữa. Chú Hiếu chú đi làm rồi gì? Rồi tớ đi lấy ấy đây nhá. Đi. Có ai đi lấy xe đi. Có ai đâu ấy, đi đâu ấy? Chạy đâu ấy? Ok. Ngã đấy. Thôi tớ đi lấy xe đây. Các bạn ơi, vậy là cả gia đình đã lên trên xe đầy đủ tớ. Ăn được xe hết mọi người sao rồi? Đây, đầy đủ mọi người rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên xe ra về nhá. Con ơi, con đừng đứng như này. Con tránh ra để cho cái này nó trôi xuống. Không, cái điều hòa nó không vào được đâu. Nếu mà ngồi chỗ này nó không xuống dưới đâu. Không có chỗ ngồi. Không ngồi á? Thế là sao bây giờ? Hay ăn xuống thì bộ đi. Đủ chưa? Ai thiếu giơ tay nào? Có ai thiếu? Ai bà thiếu giơ tay ạ? À? Các bà ngoài kìa, Bim Bim và Sumi đâu nhỉ? Không thấy Sumi đâu. Bà con Si đâu nữa? Rồi, bây giờ đi nhá. Bà con Si đi rồi. Rồi, tất cả mọi người đã đến anh đầy đủ. Bây giờ chúng mình đi nhá. Các bạn ơi, vậy là... Ủa, Hải Đinh ơi. Khách mới kia thôi à, có bao nhiêu đồ này, có sách thế thì mọi người sách sao được? Đây, vậy là nó về đến đầu ngõ rồi, bây giờ mọi người ra về. Không có xe máy đâu. Anh đi về ấy thôi. Đấy, bảo Hải Đinh sách cho một ít. À, sách cho mẹ đi. Này, hai đứa thì không đứa nào sách cho mẹ kìa. Rồi, bye bye nha. Đấy, Hải An còn biết giúp đỡ mẹ kìa, Hải Đinh không luôn kìa. Có đứa điện thoại cho bà. Vâng. Rồi, bye bye nha. Gonzi.